Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì sau một khoảng thời gian rất là dài, kiểu siêu bận rộn với thi cử và học hành ở trường, thì mình không có thời gian quay được nhiều những cái review mới, với bản thân mình cũng không đọc được thêm nhiều tác phẩm ấy. Tại vì thời gian vừa rồi thực sự là cũng rất là bận bịu với nhiều công việc khác. Thì hôm nay sau khi đã thi cử xong hết này, đã có một khoảng thời gian rảnh rỗi, và cũng là cái dịp thời gian cuối năm vừa sau Giáng sinh ấy, mọi người cũng sẽ có nhiều thời gian rảnh, là một kiểu quãng thời gian rất tuyệt để thi thoảng mình có thể nằm nhà, không xem phim, không nghe nhạc, mà tự nhiên nằm nhà sau uống một cái tách trà nóng và đọc một cuốn sách ưa thích. Thì tự nhiên hôm nay thì mình vừa đi xem La La Land về, và mình như kiểu là quá là ấn tượng với cái nội dung đẹp, nội dung hay này, và như kiểu là thực sự bị ấn tượng bởi cái tình yêu rất là đẹp giữa hai người họ. Thì tự nhiên mình về, sau đấy mình nhìn lại vào giá sách, và tự nhiên mình muốn làm một cái review nhanh cho các bạn về một cái chuyện mà mình rất là thích, cũng là một chuyện đã được chuyển thể thành phim và rất thành công rồi. Và cuốn sách mà hôm nay mình sẽ nói đến đấy chính là một tác phẩm rất là nổi tiếng của John Green, đấy chính là The Fault in Our Stars. Thì tại sao mình lại nói là cái review này nó sẽ rất là nhanh thôi? Tại vì chắc chắn đây là một tiểu thuyết quá nổi tiếng rồi, và phim thì rất là nhiều bạn cũng đã xem rồi. Nhưng mà cái lý do mà mình muốn làm cái video này ấy, là mình muốn để cho các bạn mà còn lười, chưa muốn đọc truyện hay chưa muốn xem phim, thì mình muốn nhắn ngay và luôn với các bạn là các bạn phải đọc ngay truyện này và xem ngay phim này. Tại vì đây là một cái, như kiểu là một cái perfect choice cho cái thời điểm cuối năm này. Những cái lúc nào mà bạn chán, hay là bạn thực sự cần một cái gì đấy để yên tĩnh ấy, không muốn một cái gì đấy ồn ào, thì đọc truyện này sẽ là một lựa chọn rất là tốt. Thì mình sẽ nói một vài những cái cảm nhận qua của mình về cuốn sách này, và tại sao mình nghĩ là các bạn thực sự nên đọc tác phẩm này của John Green. Đầu tiên mình sẽ nói về nội dung nhá. Mình thấy đây là một cái chuyện có nội dung khá là mới lạ. Tức là nó là một cuốn sách nói về các bạn trẻ viết về ung thư. Nhưng mà bình thường khi mà các bạn đọc ấy, thì các bạn sẽ kiểu ngay từ đầu hình dung, do ảnh hưởng các phim Hàn Quốc rồi các thể loại phim khác, sẽ nghĩ ung thư là một cái gì đấy rất là buồn, sao thì kiểu siêu kinh khủng ấy. Nhưng mà John mà lại còn là những người trẻ nữa, vừa ngàn ấy tuổi đầu sẽ bị ung thư kiểu sắp chết ngay lập tức ấy, thì nó nghe nó rất là kiểu đau khổ và não nề. Nhưng mà John Green thực sự là đã biến chuyện này thành một cái chuyện kiểu rất là mỹ. Các bạn đọc các bạn thấy cái sự hài hước của nó rất là thông minh, và nó không hề bị kiểu depressed như các bạn sợ lúc đầu ấy. Và các bạn đọc các bạn thấy nó đúng là một cuốn sách viết về những người trẻ và chuyện tình của những người trẻ. Cái tình yêu của họ, cái những cái lời nói, lời thoại của họ đều rất là kiểu không bị nhàm chán, và nó có một cái sự gì đấy kiểu tươi vui. Cái sense of humor của ông ấy trong cái cuốn sách này được thể hiện rất là rõ, và đọc các bạn kiểu thấy bất ngờ, tại vì các bạn không bao giờ sẽ có thể hình dung ra được là một cuốn sách viết về những người ung thư mà ông ấy lại có thể viết một cách khéo léo, tài tình và không bi lụy đến như vậy. Thì nội dung của chuyện là về nhân vật nữ chính tên là Hazel, và Hazel bị ung thư gan, nên là Hazel luôn luôn phải đem theo một cái gan hay phổi gì đấy, và Hazel luôn phải đem theo một cái ba lô ấy, và Hazel không đi học được như bình thường. Thế nên là ba mẹ của Hazel sợ là Hazel sẽ bị bệnh kiểu trầm cảm, thế nên là đã đưa Hazel đến như kiểu một cái trung tâm gọi là hỗ trợ những người cùng bị như thế. Họ kể về câu chuyện bị ung thư của mình và san sẻ với nhau. Thì ở nơi này thì Hazel đã gặp August, cũng chính là nam nhân vật chính, và hai người họ đã có một cái mối tình khá là đẹp. Và sau này thì August tưởng là do August cắt một chân nên August đã không bị biến chứng nữa, nhưng cuối cùng thì August lại bị di căn, và đến cuối chuyện thì August đã qua đời. Và cái câu chuyện này nó không chỉ đến cuối cùng thì August đã qua đời, và cái The Fault in Our Stars này chủ yếu là nó kể về cái hành trình mà August đã giúp Hazel thực hiện được ước mơ, đấy là gặp được nhà văn ưa thích của mình viết của. Điều mà mình ấn tượng nhất với cái tác phẩm này đấy chính là cách John Green xây dựng nữ nhân vật chính Hazel. Mình rất là thích Hazel, tại vì Hazel là một cô gái mặc dù là bị ung thư, bị chẩn đoán là ung thư từ nhỏ, thế nên là Hazel rất là mạnh mẽ. Hazel có một cái sự mạnh mẽ ngay trong bản năng, ngay trong tính cách ấy, và nó cũng được rèn luyện tại vì Hazel bị ung thư và phải đấu chọi với bệnh tật từ rất là nhỏ. Và Hazel còn là một cô gái rất là thông minh nữa. Hazel đọc nhiều sách, và cái cách nói chuyện của Hazel rất là thông minh ấy, nó không kiểu bị kiểu bánh bèo như là các kiểu những cái kiểu quyển sách như kiểu phim chick flick khác ấy. Và cái điều tiếp theo đấy chính là đọc truyện này cho bạn một cái nhìn rất là khác lạ về những người bị bệnh ung thư. Tức là bình thường khi mà mình xem phim thì mình sẽ nghĩ là những người ung thư thường là những người đã lớn tuổi rồi này, họ đã có những cái trải nghiệm nhất định trong cuộc sống. Nhưng mà mình không hề không nghĩ nhiều về những người trẻ họ bị ung thư.
trẻ thì mình sẽ nghĩ là họ đang tận hưởng, họ đang quẩy, họ đang sống cuộc sống của họ vui vẻ như thế nào. Nhưng mà một người trẻ bị ung thư thì tâm tư, cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm của họ sẽ ra sao thì nó cũng không có gì khác biệt so với một người trẻ bình thường cả. Đấy chính là điều mà mình rất là bất ngờ khi mà mình đọc cái tác phẩm này. Họ vẫn Facebook, họ vẫn kiểu date, họ vẫn sống một cuộc sống rất là bình thường như bao người trẻ khác. Nhưng chỉ là họ có một cái nỗi đau giấu kín, đấy chính là họ bị ung thư thôi. Nhưng mà họ vẫn có cái sự hài hước, có vẫn cái khiếu hài hước vào những câu nói chuyện của họ. Tất cả mọi thứ diễn ra bình thường và nó phá vỡ mọi những cái hình dung, những cái kỳ vọng của bạn về cuộc sống của một người ung thư ở tuổi trẻ như thế nào. Và cái điều tiếp theo mà mình rất là thích ở cái chuyện này, đấy chính là mình rất là thích những chuyện mà có cốt hay. Thì các bạn rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần lên Google, các bạn search The 49 Star Quotation thì nó sẽ hiện ra hàng loạt những cái câu cốt rất là đỉnh ở trong cái chuyện này. Và ở trong này John Green cũng rất là thích sử dụng cái phép ẩn dụ. Đấy chính là lý do mà nam nhân vật chính là Augustus kiểu chuyên môn nói những cái phép ẩn dụ. Tất nhiên đây cũng là một trong những điều là mình không thích về cái chuyện này. Tức là một số đoạn các bạn đọc, các bạn sẽ cảm thấy nó hơi bị kiểu cố gắng làm cho nó trở thành cái phép ẩn dụ như thế ấy. Nhưng mà cái chuyện này có rất là nhiều câu cốt hay. Cái câu cốt nổi nhất và cũng là câu cốt được nhiều người thích nhất, đấy chính là câu cốt của, đấy chính là câu nói mà John, mà Augustus sau khi chết đã muốn nhắn gửi cho Hazel. Thực sự không phải là muốn nhắn gửi mà là kiểu một cách gián tiếp nhắn gửi cho Rachel. Đấy chính là câu "You don't get to choose if you get hurt in this world". Và bản thân Hazel là một cô gái rất là thông minh, còn August thì lại là một chàng trai kiểu thích sử dụng các phép ẩn dụ ấy. Thế nên rất là nhiều câu trong cái chuyện này nó có nhiều tầng nghĩa mà mình phải đọc, phải đến lần thứ hai, lần thứ ba mình đọc mình mới thực sự hiểu được cái câu đấy có nghĩa là gì. Có một cái chi tiết trong chuyện này mà mình thực sự rất là bị ấn tượng, và cũng phải đến lần đọc thứ hai mình mới thực sự hiểu ý nghĩa của cái câu đấy. Đấy chính là khi mà trước khi August chết thì August có nhờ người bạn thân của mình và Hazel đến nhà thờ, và sau đấy đọc cái bài diễn văn mà khi mà August chết ý, Hazel và người bạn ấy sẽ nói, tức là August muốn nghe trước cái bài điều văn dành cho mình từ hai người đấy. Thì đây là một chi tiết. Thì Hazel có nói là có hàng hà sa số giữa số 0 và số 1 này, có hàng hà sa số giữa số 0 và số 0,1, và còn có cả hàng hà sa số nữa giữa số 0,0 và 0,112. Và cái tình yêu của Hazel và Augustus thì nó cũng giống như là một cái infinity, tức là một cái sự vô định ấy. Nhưng mà có những sự infinity nó sẽ lớn hơn những cái sự infinity khác. Chính vì thế mà cái tình yêu của Hazel và Augustus ấy, nó mặc dù đối với Hazel mà nói thì đấy chính là sự vĩnh cửu của Hazel cảm nhận, nhưng mà có rất nhiều sự infinity khác nó còn lớn hơn. Tức là đặt trong cái vũ trụ này thì có rất nhiều thứ nó còn to lớn hơn. Và cái tình yêu đấy, nhưng tình yêu đấy đối với Hazel chính là một cái little infinity nằm trong cái số lượng, kiểu cái số lượng ngày sống có hạn của cả hai người ấy. Thì thực sự mình thấy đấy là một cái chi tiết rất là có ý nghĩa, và nó cũng nói lên phần nào đấy cái lý do tại sao John Green lại đặt tác phẩm là The Falling Out Star ấy. Thực sự thì mình không biết cách hiểu của mình có đúng không, nhưng theo mình cảm nhận thì thực sự là có những chuyện, cái lỗi này nó không phải là lỗi của cả hai, nó không phải là lỗi mà mình có thể kiểm soát được. Nó như kiểu là cái định mệnh của bạn, cái cuộc sống mà sinh ra bạn đã phải có, bạn không có sự lựa chọn. Nhưng mà bạn có cách lựa chọn là bạn sẽ sống những cái số lượng ngày có hạn của bạn như thế nào ấy. Bạn bị bệnh ung thư ở tuổi trẻ không có nghĩa là bạn không thể tận hưởng cái cuộc sống đấy ở cái level cao nhất ấy. Và cái điều đấy nó không ngăn trở việc là bạn có thể hay không có thể có một tình yêu đẹp ấy. Bạn vẫn có thể sống một cuộc sống như những người trẻ bình thường khác, bạn vẫn có thể tận hưởng tất cả những cái điều đấy. Tại vì cái số lượng ngày có hạn đấy, mặc dù nó là có hạn so với bạn, nhưng bạn có thể biến nó thành một cái sự bất định nhỏ bé trong hàng những cái bất định khác ấy. Thì với cái cách hiểu đấy, nó sẽ biến cái việc bạn bị ung thư trở thành một điều vô cùng là nhỏ bé. Thì mình rất là thích cái chi tiết này. Thực sự đây là chi tiết mà mình thích nhất trong chuyện luôn. Và cái lý do tiếp theo mà mình nghĩ là các bạn nên đọc chuyện này, đấy chính là tại vì các bạn hãy đọc chuyện để thực sự cảm nhận được cái hay của bộ phim. Thực sự mình thấy The 49 Star có cái bộ phim chuyển thể là một bộ phim được làm rất là hoàn chỉnh và đẹp đẽ. Nó chính vì John Green có tham dự trong cái phần sản xuất cái bộ phim đấy, thế nên là cái tinh thần của bộ truyện nó không bị thay đổi và nó được giữ nguyên. Bạn xem phim các bạn sẽ thấy rất là thích, các bạn đúng là các bạn cảm nhận được như là August và Hazel bước ra từ trang sách. Hai diễn viên chính cũng đã làm rất là tròn vai và bạn thực sự là cảm nhận được cái tình yêu của họ và cái tinh thần của cuốn truyện, hay là cả những cái nét kiểu châm biếm đặc trưng trong phim cũng được, trong truyện cũng được đưa lên phim.
rất là kiểu hoàn chỉnh và rất là kiểu gọn gàng ấy. Cái điều duy nhất mà mình không thích ở cái chuyện này lại đến chính là từ nhân vật nam là Augustus. Thực sự khi mình xem phim mình rất là thích Augustus, tại vì hai người kiểu siêu đẹp đôi ấy. Sau thì cái chuyến đi đến Hà Lan, đến Amsterdam cũng kiểu nó siêu siêu lãng mạn, sự kiểu nói chung là Augustus là một chàng trai kiểu rất là perfect mà mọi cô từ sau cái phim này, nên là nó mới có cái quote là every girl deserves Theo Augustus, thì mình thấy câu đấy rất là hay. Nhưng mà mình lại thấy là John Green xây dựng nhân vật này nó hơi bị kiểu theo chủ nghĩa hoàn hảo. Tức là Augustus là một chàng trai rất là thích nói những câu ẩn dụ. Thì ok, mình có thể hiểu được cái chi tiết mà thuốc lá không bật lửa là cái gì mà đặt giữa ranh giới sự sống và cái chết, mình có thể hiểu được chi tiết đấy. Nhưng mà những cái chi tiết ẩn dụ mà August nói nó hơi, một số lúc nó hơi bị quá đà và ngượng ép với mình thì mình không thích lắm. Với cả mình thấy là ước gì John Green đã xây dựng Augustus là một nhân vật mà có một cái nhược điểm gì đó hơn để nó thật hơn. Tại vì mình rất là thích nhân vật Hazel ấy, tại vì Hazel mình cảm giác là xây dựng rất là thật. Nhưng August thì mình cảm giác August lại hơi bị như kiểu là hoàn hảo quá, không có một cái khuyết điểm gì cả. Thế nên là khi mình đọc mình cảm thấy nó vẫn hơi có xu hướng là như kiểu như nào nhỉ? Như kiểu là bạn đọc các câu chuyện của Nicholas Sparks, cái tình yêu nó quá đẹp, quá hoàn mỹ ấy. Thì mình ước chi là Augustus đã được xây dựng có chiều sâu và có góc tối hơn một tí. Và các bạn hãy đọc truyện để các bạn xem phim, các bạn cảm nhận nó được ở cái level cao nhất. Thực sự thì cái lý do mình đọc truyện này đầu tiên đấy chính là vì sau khi xem phim mình quá thích phim, mình không thể chịu được, mình phải phi ngay gì sách và mua ấy. Và thực sự đọc thì mới thực sự hiểu được là đọc truyện nó hay hơn xem phim nhiều như thế nào, mặc dù phim đã hay rồi. Thế nên khi các bạn kiểu kết hợp cả hai nó kiểu là ôi siêu thỏa mãn. Một cái tip nhỏ cho các bạn khi mà các bạn muốn mua truyện này đấy chính là thực sự thì lúc đầu mình rất là lười đọc tiếng Anh, sẽ phải tra từ điển để ra các thứ, nên là lúc đầu mình đã mua cái quyển tiếng Việt là quyển này thì bìa giống y chang luôn. Nhưng mà thực sự mình đọc, mình chỉ đọc 10 hay 20 trang đầu mình không thể đọc được nữa, tại vì mình không muốn đổ lỗi cho người dịch hay gì cả. Nhưng mà cái cách khi mà dịch sang tiếng Việt ấy, bản chất cũng có thể do cái người dịch người ta dịch không khéo, nên là cái chất châm biếm, cái chất hài hước rất là đặc trưng của John Green nó đã bị gần như là mất hoàn toàn khi mà chuyển sang bản tiếng Việt, và mình đọc mình kiểu không thể chịu được, thực sự là không thể chịu được. Thế nên là với một con lười như mình vẫn phải phi ra và mua lại quyển tiếng Anh. Thế nên là lời khuyên của mình dành cho các bạn đấy là thực sự nếu như mà các bạn có thể thì các bạn hãy đọc tiếng Anh và chứ đừng đọc quyển tiếng Việt. Nhưng mà nếu mà thực sự các bạn lười thì các bạn có thể đọc quyển tiếng Việt, tại vì theo mình đọc thì mình thấy cái quyển này nó không có nhiều từ mới lắm đâu, và khi mà đọc tiếng Anh thì các bạn sẽ thực sự cảm nhận được cái chất của tác giả, chất của tác phẩm ở trong đấy. Thì ok, đấy chính là cái mini review của mình về quyển truyện The Falling Star. Kiểu tên tiếng Việt dịch ra cũng hay ấy, Khi Lỗi Thường Về Các Vì Sao, ôi siêu hay. Có một hồi mình kiểu mê mẩn tất cả mọi thứ về cái chuyện này, cái bìa design của nó này, sau thì các cái câu cốt trên mạng của nó, ôi nói chung là siêu siêu hay. Một điều nữa đấy là nếu như các bạn có muốn có thêm cảm hứng trước về, tức là gọi là tìm kiếm một chút cảm hứng trước khi đọc truyện và xem phim, thì các bạn có thể nghe nhạc phim All About Star. Ed Sheeran hát bài này cũng rất là hay, và các bạn có thể xem Teen Reaction to the Falling Out Star. Tức là có những cái bạn teen từ nước ngoài, các bạn sẽ nói cái cảm, cái react của các bạn ý về bộ phim này, thì các bạn xem các bạn cũng sẽ có thể gọi là gì, có một chút hứng thú hơn để bắt đầu cuốn truyện ấy. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến giây phút này của clip, và nếu như các bạn muốn mình review thêm một số quyển truyện nào đấy, hay các bạn thấy chuyện nào hay thì đừng quên comment ở phía dưới cho mình nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye.